Trong bản tin này, mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Câu Phượng lại ghi bàn trong trận đấu với đội của Tiến Linh. Tuyển Trung Quốc nín thở chờ chân sút số 1 cho trận gặp Việt Nam. Trung vệ bị huấn luyện viên Park Hang-seo bỏ quên được Hoàng Anh Gia Lai tặng hợp đồng đặc biệt. Báo Trung Quốc quan ngại đầy lo lắng khi tuyển Việt Nam thắng đậm 16-0 ở giải châu Á. Mời các bạn cùng đón nghe. Câu Phượng lại ghi bàn trong trận đấu với đội của Tiến Linh. Các bạn thân mến, hàng công của tuyển Việt Nam mang nhiều tín hiệu vui trước trận gặp Trung Quốc khi Câu Phượng và Tiến Linh liên tục lổ súng. Thay vì đấu với đàn em U22 thì tuyển Việt Nam đã chia ra đá đối kháng nội bộ. Huấn luyện viên Park Hang-seo dùng những trận cầu này để đánh giá kỹ hơn phong độ của các cầu thủ, đồng thời thử nghiệm được nhiều gương mặt mới. Tín hiệu vui cho huấn luyện viên Park Hang-seo là hàng công của tuyển Việt Nam vẫn duy trì được phong độ ổn định khi bộ đôi Tiến Linh và Câu Phượng đều ghi bàn. Tiến Linh lập cú đúp, còn Câu Phượng có một bàn thắng. Nhờ hai bàn thắng của Tiến Linh, đội của Chơ Sút Bình Dương này đã đả bại đội có sự phục vụ của Câu Phượng. Như vậy là sau khi Câu Phượng ghi hai bàn thắng ở trận đấu với U22 Việt Nam trước đó, Tiến Linh đã có câu trả lời với Chơ Sút người xứ Nghệ. Dù ghi ít bàn hơn Tiến Linh ở trận đấu nội bộ, nhưng Câu Phượng cho thấy đang có phong độ rất cao với 4 bàn thắng sau 3 trận đấu tập. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận giao hữu với U22 vào ngày 29 tháng 9 sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo rút gọn danh sách và lên đường sang UAE ngày 1 tháng 10. Tuyển Trung Quốc nín thở chờ chân sút số 1 cho trận gặp Việt Nam. Các bạn thân mến, buộc phải thắng tuyển Việt Nam để thoát khỏi vị trí chót bảng B, tuyển Trung Quốc đặt kỳ vọng vào chân sút số 1 Goulet. Cầu thủ đã ghi 8 bàn ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Mới nhất ở La Liga, tiền đạo cánh trái Goulet đá chính và được thay ra ở đội 2 trong trận Espanyol thua câu lạc bộ Sevilla 0-2. Trước đó thì chân sút của tuyển Trung Quốc vào sân ở phút 66 giúp cho Espanyol thắng Deportivo Alaves 1-0. Rõ ràng là ở một quốc gia đông dân nhưng nền bóng đá vẫn chưa có vị thế tương xứng như Trung Quốc thì việc Goulet đang thi đấu đều đặn và tỏa sáng ở La Liga là niềm tự hào và điểm tựa tinh thần rất lớn. Việc thường xuyên được ra sân trong màu áo câu lạc bộ ở La Liga là Espanyol ở giải đấu có chất lượng hàng đầu của châu Âu cũng là lời khẳng định cho khả năng đáng gờm của Goulet, người đã có 8 bàn ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Do vậy là nhất cử nhất động của Goulet luôn được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA và truyền thông nước này theo sát, cập nhật chi tiết, đặc biệt là khi tuyển Trung Quốc đang có khởi đầu kém cỏi ở vòng loại thứ 3 và thậm chí chưa xuất nổi một quả trúng đích nào. Việc thi đấu ở châu Âu bên cạnh giúp Goulet thường xuyên cọ sát trong môi trường bóng đá đỉnh cao còn đem đến bất lợi khi không thể tham gia đợt tập huấn chuyên sâu dài hạn ở UAE cùng thầy trò huấn luyện viên Li Tie. Dự kiến ngày 7 và ngày 12 tháng 10 tới thì Trung Quốc sẽ có hai trận đấu quan trọng gặp Việt Nam và Ả Rập Xút. Chắc chắn là Goulet sẽ chỉ có thể trình diện vài ngày trước khi trận đấu diễn ra theo quy định nhà quân của FIFA Days. Truyền thông Trung Quốc đưa tin là khả năng cao Goulet sẽ phải thi đấu cho Espanyol ở trận gặp Real Madrid ngày 3 tháng 10, rồi mới có thể bay đến UAE để hội quân cùng tuyển Trung Quốc ngày 4 tháng 10. Dự kiến là anh chỉ có hai buổi tập cùng huấn luyện viên Li Tie. Điều này gợi nhớ lại những lo ngại về thể lực của Goulet bị ảnh hưởng đi kèm với rủi ro chấn thương. Ngoài ra thì việc anh này giáp vội với phần còn lại của đội tuyển đã đặt ra những câu hỏi khi tuyển Trung Quốc chơi quá rời rạc ở hai trận trước. Liên quan đến hàng công thì truyền thông Trung Quốc dẫn tin là tiền đạo nhập tịch Fernando muốn quay trở lại tuyển Trung Quốc nhưng phía ông Li Tie vẫn chưa có động thái cụ thể nào. Báo Trung Quốc thể hiện sự quan ngại trước tuyển nữ Việt Nam. Các bạn thân mến, tờ báo Trung Quốc sửng sốt với chiến thắng 16-0 của tuyển nữ Việt Nam và cho rằng là chúng ta sẽ trở thành đối thủ nặng ký của bóng đá nữ Trung Quốc. Cụ thể là trang 163.com của Trung Quốc vừa dành giấy mực để nói về chiến thắng hủy diệt của tuyển nữ Việt Nam trước Maldives ở vòng loại Asian Cup nữ 2022. Bài viết có tiêu đề 16-0 Việt Nam bùng nổ với 11 bàn thắng sau giờ nghỉ, hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký của tuyển nữ Trung Quốc. Hãng truyền thông Trung Quốc hết sức ấn tượng với màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung và bày tỏ sự lo lắng với đội nhà. Bài báo viết, bóng đá Việt Nam vừa có một chiến thắng hủy diệt ở đấu trường châu Á. Trong 90 phút, đội tuyển nữ của Việt Nam đã chút đến 16 bàn thắng vào lưới Maldives. Chiến thắng này cho thấy sức mạnh của Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều. Tương lai sẽ trở thành đối thủ rất mạnh của tuyển nữ Trung Quốc, giống như điều mà bóng đá nam đang tạo ra trước tuyển nam của Trung Quốc ở vòng loại World Cup. Đội tuyển nữ của Trung Quốc hiện đang thi đấu ở Đại hội Thể thao Toàn quốc. Do không phải tham dự vòng loại Asian Cup, nên các cô gái của chúng ta có thể cống hiến hết mình ở giải đấu trong nước. Tương tự, các đội mạnh ở châu Á như Nhật Bản hay Úc cũng không tham dự vòng loại do được vào thẳng vòng chung kết. Bây giờ chúng ta được chứng kiến sức mạnh của tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt là trong hiệp đấu thứ hai
họ đã chốt thêm 11 bàn thắng vào lưới Maldives. Nổi bật nhất ở trận này là cầu thủ Hải Yến, người đã ghi đến 6 bàn, tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại Asian Cup. Chiến thắng hủy diệt đã giúp cho Việt Nam nắm nhiều cơ hội vào vòng chung kết Asian Cup 2022. Dù thắng đậm như thế, nhưng huấn luyện viên trưởng của họ vẫn cho rằng đáng lẽ họ phải thắng từ 20-0 trở lên. Ngoài việc ấn tượng với chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Maldives, thì trang 163.com cũng cho rằng bóng đá nữ của Việt Nam đang có bước phát triển thần tốc ở châu Á, dần thu hẹp khoảng cách với những đội hàng đầu ở châu lục. Điều này có phần trái ngược với bóng đá nữ của Trung Quốc. Trang báo này còn liên hệ đến đội Nam quốc gia và tỏ ra lo lắng cho thầy trò ông Litier. Trong những năm gần đây, lợi thế của bóng đá nữ Trung Quốc ở châu Á dần bị thu hẹp. Chúng ta bước ra sân chơi thế giới thì bị lép vế rồi. Tại Thế vận hội Olympic Tokyo vừa qua, đội tuyển nữ của chúng ta thua Brazil 0-5 rồi thua Hà Lan 2-8. Ngược lại Trung Quốc thì tuyển Việt Nam đang vươn lên thần tốc và chiến thắng 16-0 vừa qua phần nào chứng tỏ điều đó. Còn với bóng đá nam, Trung Quốc và Việt Nam đang là đối thủ nặng ký của nhau ở vòng loại World Cup. Cuộc chiến này, ông Litier và các học trò có thể sẽ không giành chiến thắng trước đối thủ Việt Nam. Xét cho cùng, bóng đá Việt Nam hiện tại là cường quốc ở châu Á, sức mạnh của họ đang được cải thiện rất nhanh, tờ báo của Trung Quốc viết. Trung vệ bị huấn luyện viên Park Hang-seo bỏ quên được Hoàng Gia Lai tặng hợp đồng đặc biệt. Các bạn thân mến, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã quyết định gia hạn hợp đồng với trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm sau khi giữ chân thành công tiền đạo Washington Brandao. Theo thông tin mới nhất nhận được từ câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, 18 giờ ngày hôm nay thì đội bóng Phun Núi và trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn sẽ chính thức ký vào bản hợp đồng mới có giao kèo là 3 năm. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho Hữu Tuấn sau những gì mà anh đã thể hiện ở V-League 2021. Trung vệ quê Đà Nẵng này là bản hợp đồng miễn phí của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Trước đó anh đã bị câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thanh lý nhưng lại đang chơi cực hay. Hữu Tuấn hợp cùng với Memovic và Kim Dong Su hợp thành bộ ba trung vệ đá tảng trước khung thành của thủ môn Tuấn Linh. Về phần mình thì cựu ngôi sao của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gây ấn tượng với khả năng phán đoán và cản phá bóng cực kỳ chính xác. Nhiều ý kiến đánh giá Hữu Tuấn là bản hợp đồng thành công nhất của Hoàng Gia Lai ở mùa giải 2021. Các chuyên gia bóng đá đều khẳng định là Hữu Tuấn xứng đáng góp mặt trên tuyển Việt Nam, tuy nhiên thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa đặt niềm tin vào cầu thủ này. Trước Hữu Tuấn, Hoàng Gia Lai cũng đã gia hạn hợp đồng với tiền đạo chơi rất hay ở mùa giải 2021 như đã chuyển đến các bạn là Washington Brandao. Hữu Tuấn có thể xem là trường hợp nội binh hiếm hoi được Hoàng Gia Lai gia hạn đến 3 năm. Điều đó càng khẳng định là uy tín và chất lượng của Hữu Tuấn trong mắt huấn luyện viên Kia Thi Sắc. Tuyển Việt Nam và bài toán nhân sự thừa mà thiếu, nguyên nhân vì đâu? Các bạn thân mến, huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục bổ sung nhân sự cho đội tuyển Việt Nam để đá vòng loại World Cup 2022. Nhưng mà vì đâu thì vẫn thiếu. Sau hai trận đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trước Ả Rập Xê Út và Úc, tuyển Việt Nam đã tập trung trở lại vào giữa tháng 9 để chuẩn bị cho chặng đường kế tiếp. Và sau khi lên danh sách 32 cầu thủ được gọi đầu tiên, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục triệu tập lên đội tuyển Việt Nam thêm vài cái tên khác nhằm tăng cường sức mạnh cho đội nhà. Cụ thể hơn là thuyền trưởng Hàn Quốc đã bổ sung thêm Liễu Quang Vinh, Đặng Văn Tới, Trần Văn Đạt, Nhâm Mạnh Dũng và Lê Xuân Tú từ U23 Việt Nam cho đội tuyển Việt Nam. Ngoài những cầu thủ trẻ kể trên, thầy Park cũng gọi lại Nguyên Mạnh, Thanh Thịnh, Xuân Mạnh trở lại tuyển Việt Nam, nên quân số đang có trong tay ông lên đến 40 cầu thủ. So với danh sách gọi lần đầu chuẩn bị cho các trận gặp Ả Rập Xê Út và Úc, huấn luyện viên Park Hang-seo thực sự là mạnh tay thay đổi với hơn chục cầu thủ mới, tạo cơ hội ở đợt thứ hai diễn ra vào tháng 10 tới. Nhưng nguyên do vì đâu mà vẫn thiếu? Lý do của sự thay đổi lớn trong danh sách đội tuyển Việt Nam này chắc chắn là vì sự thiếu hụt quân số chất lượng của huấn luyện viên Park Hang-seo khi hàng loạt trụ cột gặp chấn thương. Nhưng quan trọng nhất cho cuộc cách mạng về nhân sự ở đội tuyển Việt Nam vẫn là việc thuyền trưởng Hàn Quốc cần thay đổi, bổ sung thêm quân nhằm phục vụ cho cả vòng loại World Cup và AFF Cup tới đây. Nhìn vào những thay đổi và số lượng của các cầu thủ đang có trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo, rõ ràng mang đến tín hiệu vui sau chặng đường khá dài, thuyền trưởng Hàn Quốc thận trọng thái quá. Tuy nhiên thì dù đông đảo nhưng muốn nói rằng là tinh và đáng tin thì có lẽ cần thời gian kiểm chứng, đặc biệt là với nhóm cầu thủ mới được bổ sung sau chặng đường đầu tiên của tuyển Việt Nam. Tên tuổi của Nguyên Mạnh, Thanh Thịnh và Xuân Mạnh rõ ràng là quá quen với người hâm mộ, nhưng sau một thời gian dài vắng bóng rất cần sự khẳng định ở đội tuyển Việt Nam về phong độ hay mức độ hòa nhập cùng các đồng đội cũ. Trong khi đó thì các tân binh từ U23 Việt Nam rồi tới những sự bổ sung khác như Xuân Nam, Văn Kiên rõ ràng vẫn cần kiểm chứng năng lực sau khi được thuyền trưởng Hàn Quốc trao cơ hội. Đây chính là điều còn thiếu từ nhóm cầu thủ mới lên tuyển Việt Nam.
Nhưng dù sao thì vẫn hy vọng là huấn luyện viên Park Hang-seo đang sửa sai bằng cách nâng cao kinh nghiệm thông qua các trận đấu thực chiến rất dày với U23 Việt Nam trong thời gian qua. Giải quyết được vấn đề còn thiếu này thì bằng vào số lượng những cầu thủ đang nắm trong tay, tuyển Việt Nam mới có thể đi chặng đường xa và khó khăn là vòng loại World Cup và tới đây nữa là AFF Cup 2021 diễn ra vào cuối năm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.